Xin chào mọi người. Hôm nay cửa hàng móng cái Green nên video giới thiệu với các bạn một chiếc máy bơm nước của hãng Zobin. Bơm nước của Zobin các bạn nhé. Mã là Eco04. Con này công suất lớn luôn các bạn ạ. Công suất lớn. Động cơ thì 41cc. Lòng xi lanh của nó là 40 ly các bạn nhé. Con bơm này thì nó là dòng bơm cao áp rồi. Dòng bơm cao áp các bạn nhé. Cao trình của nó lên đến 45m các bạn nhé. Thông số của nó ghi ở đây. Đấy, cao trình là 45m, cả hút cả đẩy là 45m các bạn ạ. Nó sử dụng đường ống của ống bơm. Đường kính ống bơm là 25 ly, đầu hút và đầu xả đều 25 ly các bạn nhé. Khá là khỏe, nó đẩy rất là khỏe luôn. Cả hút cả đẩy 45 mét. Lưu lượng nước là 130 lít trên 1 phút các bạn nhé. Tuyệt vời luôn. Của bơm này thì nó dòng cao áp rồi. Chúng ta bơm đẩy đi xa hoặc lên cao thì rất là tuyệt vời. Đây là hàng Nhật bãi rồi nhé. Hàng Nhật bãi đã qua sử dụng, cửa hàng mình vừa mới về xong. Trong cái thời gian vừa qua ấy, thì rất là nhiều người hỏi mua cái dòng máy bơm cánh bướm này, Zobin cánh bướm mà loại đặc biệt là loại 4 mini này, Zobin đỏ Eco04 này nhé. Tuyệt vời luôn. Dòng cánh bướm đỏ này thì kể cả như máy bơm hay là máy cắt cỏ thì được rất là nhiều người tin dùng. Đây là hàng Nhật bãi đã qua sử dụng. Các bạn có thể thấy hình thức của nó đây, tuyệt vời luôn. Con này thì nó là siêu bền rồi, nồi đồng cối đá rồi các bạn nhé, nồi đồng cối đá luôn, siêu bền. Con này thì về của nó, khi về thì nó bị mất mấy cái nắp boe này. Hiện tại bây giờ nó hết cái nắp boe này thì cửa hàng mình hết mất cái mẫu này rồi, hết mất cái mẫu boe này rồi. Bạn nào mua thì có thể là về thì có thể dùng tạm, không cần nắp lọc boe đâu. Hoặc nếu chúng ta ấy thì chúng ta có thể là kiếm cái miếng khác chúng ta nắp vào, hoặc là chúng ta lấy một cái miếng vải chúng ta bọc vào đây. Cửa hàng bây giờ đang hết các bạn nhé, hết đúng cái nắp boe của cái con này, mẫu này không còn. Không sao đấy, thì cái con này thì nó khá là tuyệt vời luôn, zin nguyên bản luôn. Giá rẻ các bạn nhé, dòng này công suất lớn nhưng mà giá là rất là hợp lý. Các bạn mua về con này về thì siêu bền luôn. Chúng ta dự phòng khi mà mất điện thì chúng ta có thể sử dụng con này, hoặc là chúng ta mang đi ra đồng, mang đi ra đồi, vườn đồi, nơi không có điện thì chúng ta sử dụng. Đấy, chúng ta sử dụng thay như máy bơm điện bình thường, nó tiện. Nó sử dụng động cơ xăng pha nhớt các bạn nhé. Động cơ sử dụng nhiên liệu là xăng pha nhớt, rất tuyệt vời luôn. Sau đây thì mình sẽ test nổ chiếc máy cho các bạn tham khảo. Dòng này thì nó là dòng máy bơm cho nên là nhà khuyến cáo nó đã ghi rõ ở đây là không được chạy khô. Vừa rồi mình chỉ nẹt ra căng lên một tí để cho các bạn biết được cái sức khỏe của cái máy thôi. Chứ còn chúng ta không có nước thì chúng ta không nên để chạy mạnh và chạy lâu các bạn nhé. Nó sẽ làm hư hại đến cái phớt bơm. Máy này thì động cơ rất là căng luôn, các bạn có thể thấy này. Cực căng luôn, hơi cực căng luôn. Hơi con này thì như mới luôn đấy. Hơi như mới luôn, tuyệt vời. Con này thì khá ít sử dụng. Bên Nhật ấy, là chủ nhân trước của nó hầu như là vứt trong xó thôi, không sử dụng mấy, cho nên là chất lượng của nó như mới luôn. Riêng cái động cơ này như mới, tuyệt vời.
Cái loại này dùng siêu bền rồi, hàng chục năm cũng không hỏng được. Bạn nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ ngay mình qua số Zalo 0983 804 084 để đặt mua hàng nhá. Số điện thoại và giá của sản phẩm thì mình sẽ ghi phần mô tả video. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.